một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan gốc nhìn Hoàng Duy Hùng Ngày 5 tháng 2 năm 2021 của tôi Thưa quý vị, như những chương trình trước đây tôi có trả lời những ai hỏi về nội các tổng thống Joe Biden Thì tôi cũng đã nói rất rõ Đảng nào thì đảng Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa Đều có một chính sách chung bây giờ Đó là họ bao vây Trung Quốc Và vì quyền lợi hàng hải của họ ở tại Biển Đông sẽ có thái độ. Nhưng mà mỗi một đảng, nhất là mỗi một vị tổng thống, thì tùy theo tính khí của vị tổng thống đó. Tính khí của tổng thống Trump là sôi nổi, gân lên liền. Nhưng tính khí của tổng thống Biden thì ông nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ông quyết liệt lắm. Cái vỏ bọc nhẹ nhàng bề ngoài nhưng mà ở trong thì rất quyết liệt thưa quý vị rất quyết liệt hôm qua sau khi mà tổng thống biden có phát biểu ở tại bộ ngoại giao của mỹ về vấn đề chính sách ngoại giao của mỹ như thế nào đối với nga đối với trung quốc đối với việc đảo chánh ở tại myanmar miến điện cũng như là đối về vấn đề là biển đông thì ngay lập tức sau cái bài phát biểu đó của tổng thống Joe Biden, bộ hải quân của Hoa Kỳ đưa khu trục hạm USS John McCain từ ở bên phía của eo bể Đài Loan xuống tới Hoàng Sa của Việt Nam để tuần tra, tuần tra và để mà gọi là giữ, giữ được quyền hàng hải của quốc tế nơi đó. Xin quý vị hãy xem hình ảnh tuần tra hạm, khu trục hạm USS John McCain tiến vào Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hình ảnh khu trục hạm USS John McCain đi từ phía eo biển Đài Loan và xuống tuần tra ở khu vực quần đảo Hoàng Sa làm cho Trung Quốc rất nổi nóng. Và thưa quý vị, đó là hình ảnh khu trục hạm USS John McCain tiến vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam làm cho Trung Quốc giận dữ lên nhưng mà Mỹ vẫn cứ làm. Quý vị còn nhớ là quần đảo Hoàng Sa năm 1974 ngày 19 tháng 1 Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự điều động của Đại tá Hà Văn Ngạc ở trên chiến trường ra lệnh nổ súng trước và sau khi 15 phút nổ súng một cái chiếc tàu xoáy hạm của Trung Quốc đã bị chìm còn một chiếc còn lại tấn công thì Đại tá Hà Văn Ngạc hai chiếc tàu to lớn HQ-4, HQ-5 bỏ chạy có cờ thế là cả quần đảo Hoàng Sa đã mất về tay cho Trung Quốc từ đó đến nay mà quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam trong lịch sử. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng điều đó. Thế bây giờ đó là Trung Quốc đã chiếm được từ năm 1974 đến nay rồi. Trung Quốc xây dựng những nơi như là ở đảo Phú Lâm tiếng Anh gọi là Woodway đó thưa quý vị. Họ xây dựng lên rất nhiều, họ biến thành một huyện coi như là thủ phủ của họ ở tại Hoàng Sa. Họ có cả một cái đường bay đường phi, uh, phi đạo ở tại Hoàng Sa, rồi bây giờ đó là họ lập những cái kế hoạch cho những người Trung Quốc đi thăm Hoàng Sa, rồi để bước sang đi thăm Trường Sa. Thế thì là họ cho rằng đó là của họ, nhưng chúng ta biết đó là của chúng ta. Thế bây giờ đó, thưa quý vị, theo Reuters và bình luận của các uh, bình luận gia của Mỹ khi mà khu trục hạm USS John McCain tiến vào quần đảo Hoàng Sa thì sao? Bình luận gia Ben Blanchard, ông cho biết rằng là cái việc mà Tổng thống Joe Biden á, quyết định cho khu trục hạm USS John McCain vào quần đảo Hoàng Sa là vào ngày thứ sáu thứ sáu giờ bên phía Việt Nam á, nghe không? thì tức là đã là sau khi có một bài nói chuyện ở tại Bộ Ngoại giao của Mỹ thì Tổng thống Joe Biden muốn chứng tỏ rằng là Tổng thống Trump, Tổng thống Joe Biden nói cái gì thì làm cái đó. À. Và ông cũng nói rằng là đây là cái con đường hàng hải rất quan trọng. Mỗi một năm không biết bao nhiêu, từ 4 cho đến 5 ngàn tỷ trị giá hàng hải đi qua nên không thể nào bỏ qua được, không thể nào để quên được. Và đây cũng là một cái nơi, một trong những cái điểm mà có thể rằng là nó bao gồm luôn cả các cuộc chiến về thương mại với Trung Quốc. Nó bao gồm luôn cả về cái vấn đề của Hồng Kông và Đài Loan. Nó khó, nó cũng khó mà tách rời ra lắm thưa quý vị. Vì sao? Vì tôi cũng đã nói trước đây là trên văn hối báo ở Hồng Kông vào năm 2018 thì cái báo văn hối là cái tờ báo tiếng nói bán chính thức của đảng cộng sản trung quốc tại hồng kông họ đã cho biết rằng là họ sẽ có sáu cuộc chiến và cuộc chiến thứ nhất là họ sẽ thống nhất được đài loan bằng vũ lực hay là bằng cái gì cũng được hết rồi thứ hai là họ sẽ tiến chiếm biển đông nên nó có là cái sự liên đới với nhau mà trước khi thống nhất được Đài Loan thì phải làm sao ổn định được Hồng Kông. Thì bây giờ đó là họ đã thông qua những đạo luật về vấn đề an ninh của Hồng Kông đủ thứ hết rồi bây giờ đó là họ hung hăng hù dọa Đài Loan nên là cái việc của Biển Đông và Đài Loan và Hồng Kông coi như nó rời ra nhưng mà thật sự nó là một thực sự nó là một đúng vậy thưa quý vị, thấy không? Bây giờ đó là khi thấy chiến hạm khu trục hạm của Mỹ là USS John McCain vào đó thì theo Reuters cho biết là Trung Quốc đã nổi nóng lên, liên tục tì mắng chửi nước Mỹ là kẻ hung hăng. Họ nói rằng là họ có bằng chứng chủ quyền của họ không thể chối cãi được ở tại Hoàng Sa và Biển Đông cũng như là cái điểm bản đồ chính điểm đỏ. Mà họ cho rằng là Washington đã chú ý gây hấn chủ ý gây hấn. Nhưng mà nó phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết rằng đây là quyền hàng hải. Quyền hàng hải ở trong khu vực đó. Chứ không phải ai gây hấn hết. Đó. Mà Mỹ đang làm đúng theo quy định của luật pháp quốc tế. Đó là lời phát biểu ngược lại của các ngôn viên uh, khu trục khu, uh, hạm hạm đội 7 của Mỹ ở tại Thái Bình Dương đó thưa quý vị. Thưa quý vị, uh, đó là tin khu trục hạm USS John McCain đi từ phía eo bể Đài Loan tiến vào Hoàng Sa. Thì quý vị biết rằng là đây là lần đầu tiên dưới thời kỳ của nội các tổng thống Joe Biden thì như thế nào? Nghĩa là tổng thống Joe Biden cũng không khác gì tổng thống Donald Trump hết. Mỗi người có một cách nói nhưng mà họ sẽ làm giống nhau. Khi mà Trung Quốc hung hăng hơn nữa thì họ sẽ làm giống nhau, không khác gì đâu. Đó là góc nhìn của tôi. Tôi đã nói từ trước và bây giờ tôi xin tái lập lại. Những ai cứ nói rằng là tổng thống Joe Biden này nọ nó không phải vậy. Nước Mỹ á, tổng thống nào thì tổng thống họ cũng phải theo cái chính sách của lưỡng đảng, của Thượng viện, đặc biệt là Thượng viện và Hạ viện, mà hiện giờ cả Thượng viện lẫn Thượng viện, Hạ viện. Các vị dân biểu của Cộng hòa cũng như của Dân chủ, các thượng nghị sĩ của Cộng hòa cũng như của Dân chủ đều e ngại trước tình thế hung hăng của Trung Quốc. Mà bây giờ đã theo thống kê của nước Mỹ đó, là người dân Mỹ là chín mươi mấy phần trăm rất e ngại Trung Quốc. Cho nên các vị dân biểu, các thượng nghị sĩ phải phản ảnh lại những cái nguyện vọng của người dân của họ. Nên là không cần biết tổng thống nào đều sẽ phải có thái độ ra mặt đối với Trung Quốc. Khi Trung Quốc hung hăng áp đặt chủ quyền của họ lên trên những nơi mà phán quyết của Liên Hiệp Quốc đã nói rất rõ họ không có bằng chứng chủ quyền. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 5 tháng 2 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.